Ha, xin chào tất cả mọi người. Mọi người dạo này sao rồi? Không biết đã chuẩn bị đồ đạc để đón Tết chưa nhỉ? Quang cũng đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi và sắp chuẩn bị về quê đây. Và hôm nay tiện là ngày cuối cùng Quang có mặt ở Sài Gòn nên Quang muốn quay lại cho mọi người xem trực tiếp những hình ảnh không khí đón Tết của Sài Gòn mình. Hiện tại Quang đang ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7 và phía sau mọi người chính là khu vực cầu Ánh Sao. Nơi này rất là đẹp, rất là thơ mộng và rất là sang trọng, thuộc quận 7 Sài Gòn mình. Còn phía bên đối diện mình hiện tại đây là đang tổ chức diễn ra lễ hội Hoa Xuân lễ hội Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng năm 2023 Xuân Phồn Vinh ấy. Mấy ngày trước Quang có quay trực tiếp cho mọi người xem rồi. Và hôm nay Quang cũng xin quay lại chi tiết hơn, cận cảnh hơn những hình ảnh đẹp nhất về hội Hoa Xuân Tết năm 2023 của người dân Sài Gòn quận 7 này. Hy vọng mọi người cùng đón xem video này nha. Quang xin gửi lời chúc năm mới 2023, chúc mọi người có một năm mới an khang thịnh vượng và gặt hái thêm được nhiều thành công mới nữa nha. Giờ cùng theo chân Quang đi một vòng quanh khám phá khu vực Phú Mỹ Hưng này nè. Hôm nay đã là ngày 27 Tết rồi, chỉ còn vài ngày nữa thôi là chúng ta sẽ chính thức bước sang năm mới, năm 2023. Và Quang đang quay trực tiếp cho mọi người khung cảnh hội chợ xuân của Phú Mỹ Hưng, quận 7 năm 2023. Hôm nay là ngày thứ tư trong tuần thôi nhưng mà rất là đông vui và nhộn nhịp. Bắt tay nhận đi nè, tao giờ về đến đây chụp hình với nhận tao lên cái điện nhé. Sure.